xe chở tổng thống Indonesia sẽ chuẩn bị di chuyển qua đây các bạn nhé. Đây là đoàn xe chở tổng thống Indonesia. Đây, tổng thống Indonesia sẽ ngồi trên chiếc S600 Pulmandua chống đạn. Phía sau thì còn rất nhiều xe khác. Đây là một chiếc M chống đạn. Những chiếc Toyota Fortuner và những chiếc S-Class. Phía sau cùng chúng ta sẽ có một chiếc Lexus LS. Đây là xe của Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam. Phía sau là những chiếc xe có lẽ là chở các doanh nghiệp đi theo Tổng thống. Một chiếc Highlander và một chiếc khá là đông các bạn nhỉ. Chỉ ít phút nữa thôi thì đoàn xe chở Tổng thống Indonesia sẽ đi qua đây. Các bạn đang được nghe còi của chiếc VinFast Lux A đang chuẩn bị dẹp đường để đi qua đây các bạn nhé. Đây chính là khu vực cửa Nam, chỉ ít phút trước khi đoàn xe Tổng thống Indonesia sẽ di chuyển qua đây. Tổng thống Indonesia thì đang có chuyến thăm công tác tại Việt Nam. Và sáng nay lên đón chính thức thì có cả bắn 21 phát đại bác các bạn nhé. Chỉ một ít phút nữa thôi thì đoàn xe đi qua đây. Các bạn thấy là đường phố đã được dẹp khá là gọn rồi. Gần như không còn chiếc xe nào di chuyển qua đây nữa anh em ạ. Hiện tại thì mình đã thấy tiếng còi của đoàn xe đã đi gần đến đây rồi. Các bạn đây chính là chiếc VinFast Lux A bản full của công an quận Hoàn Kiếm này. Chiếc VinFast đi qua và đoàn xe cũng chuẩn bị đi đến đây các bạn nhé. Đó, mình xa xa mình thấy đoàn xe đi từ hướng đường trên kia đi xuống rồi. Go, 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 go. Đây những là những chiếc Honda Goldwing đang đi gần đến đây. Đoàn xe di chuyển khá là chậm các bạn nhé. Hai chiếc vườn quỳnh tiếp theo. Quá đẹp luôn. Đoàn xe di chuyển khá là chậm, chậm rãi. Một chiếc Mercedes này. Đây là Chevrolet Suburban. Và đây chính là đoàn xe có sự xuất hiện của Tổng thống Indonesia. Sau thì còn đoàn khách đi cùng các bạn nhé, những lãnh đạo doanh nghiệp và những người dân, những người lãnh đạo cấp cao Indonesia đi cùng. Đó, những chiếc S400 này rất nhiều luôn các bạn ạ. Đây là xe của đại sứ quán Indonesia, chiếc Lexus LS. Phía sau chúng ta thì có những chiếc xe khủng khác như M chống đạn này, Land Cruiser biển trắng này, hay là chiếc xe cấp cứu của mẹ này. Có hoành tráng luôn rồi. Chiếc VinFast Lux A đã bắt đầu di chuyển này. Và có lẽ đoàn cũng sẽ sớm di chuyển thôi anh em nhé. Thường xuyên xuất hiện trong những đoàn xe mà di chuyển từ khách sạn Melia. Đây là đoàn xe chở Thủ tướng Lào. Thủ tướng Lào sẽ ngồi trên một chiếc Mercedes S600.
600 Pulmagua. Đây chúng ta có một chiếc Chery SUV, phía sau thì còn rất nhiều Mercedes này, bao gồm có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ phòng Lào, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào này, và rất nhiều các lãnh đạo cấp cao của Lào cũng sẽ sang thăm Việt Nam chính thức lần này. Đây là đoàn lãnh đạo quốc gia đầu tiên đến thăm Việt Nam, nguyên thủ quốc gia đầu tiên đến thăm Việt Nam trong năm 2024, sau năm 2023 với rất nhiều các lãnh đạo đến thăm Việt Nam. Đoàn khá là dài anh em nhé. Buổi sáng nay thì Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã chủ trì buổi đón Thủ tướng Lào thăm chính thức Việt Nam trong 2 ngày mùng 6 và mùng 7. Một chiếc Honda Goldwing nữa đấy. Đây thì chúng ta có một chiếc chiếc S400. Xong rồi hết rồi. Chúng ta còn một chiếc Hummer H2 chống đạn của công an.